chân để độ danh chúng. Dòng đời bon chen bao khó nhọc nhưng người vẫn luôn tràn đầy lòng bao dung, thấy con nhiều khổ nạn sâu trong đáy lòng, luôn khấn nguyện giúp con quay về. Đau thương cho thế sự tóc nhuộm bạc, người vẫn bước tiến một lòng yêu thương cho nhân lành những lời từ tâm ngập tràn u mê chúng sanh nhiều tham vọng. Người chẳng bỏ rơi con buôn sư gọi này con mô thức dậy luyện tập cho tinh tấn cùng nhau nắm vòng kết đoàn thực hành thiền tâm giới chúng con đồng lòng vững tin người dọn những gian nan cho đường con bước thênh thang là đệ tử thiêng tâm ân đức người nguyện con ghi khắc lòng. Là đệ tử thiêng tâm ân đức người.